Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Ba, ngày 3 tháng 3, 2020. Đến với bản tin Hoa Thình Đốn tối nay gồm có bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam và phóng sự khai trương phòng đọc sách Cô Giang. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn Lệ thuộc vào tàu đã thấm chưa do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Chỉ khi xảy ra nạn dịch chết người Vũ Hán, Trung Cộng, có tên khoa học COVID-19, Coronavirus Disease 2019, Việt Nam Cộng sản mới thấy thấm đòn lệ thuộc vào kinh tế Trung Cộng đã đe dọa nghiêm trọng đến độc lập và chủ quyền quốc gia. Trước hết, Việt Nam không dám đóng cửa biên giới để ngăn người tàu có thể nhiễm corona tràn qua Việt Nam. Lý do, theo Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, giữa Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định biên giới, chỉ đóng cửa khi xuất hiện vấn đề an ninh, dịch bệnh, nhưng phải có thỏa thuận giữa chính phủ hai nước và báo trước 5 ngày, nên một bên không thể đơn phương áp dụng. Theo VN Express ngày 30 tháng Giêng năm 2020. Nhưng Việt Nam và Trung Cộng chưa tổ chức bất cứ cuộc họp song phương nào về vấn đề này sau khi xảy ra dịch Vũ Hán từ trung tuần tháng 12 năm 2019. Ngược lại, Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã đơn phương yêu cầu Việt Nam khôi phục việc đi lại của công dân Trung Quốc sang Việt Nam vì công nhân tàu về nước nghỉ Tết cần trở lại Việt Nam làm việc tại các dự án kinh tế của Trung Cộng ở Việt Nam. Nhưng tại sao? Tại Trung Quốc, chính phủ đã ra lệnh hạn chế di chuyển để ngăn chặn lây lan đã được thi hành tại 29 trên 31 tỉnh, thành phố. Riêng 50 triệu người dân tỉnh Hồ Bắc có trung tâm dịch lây nhiễm là thủ đô Vũ Hán với 10 triệu dân đã bị cô lập với thế giới bên ngoài. Như vậy, Trung Cộng một mặt tăng cường kiểm soát trong nước để bảo đảm sức khỏe cho dân, nhưng lại muốn Việt Nam mở cửa để đón công nhân tàu trong tình trạng nếu có bệnh chữa sau. Thì có phải là một áp lực ngoại giao dành cho Việt Nam Cộng sản không? Cho đến nay, sau hơn 2 tháng, từ khi dịch Vũ Hán được xác nhận lây nhiễm nhanh từ người sang người, Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát gắt gao nạn dịch. Trong đó có việc ngưng gửi lao động qua Trung Cộng, ngừng các chuyến bay đến các vùng miền có dịch ở Trung Quốc và Nam Hàn, kiểm soát và khám y tế bình dịch những người tàu qua Việt Nam và người Việt từ tàu về nước. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện có 33.700 lao động người tàu có phép làm việc ở Việt Nam, trong đó có 26.400 người về tàu ăn Tết. Tuy nhiên, mới có 7.600 công nhân tàu quay lại Việt Nam. Trong số này, có 5.112 người đang được cách ly tại 41 tỉnh, thành trên cả nước, theo báo Thanh Niên và Zin Dot Việt Nam. Trong tương lai, khi những công nhân tàu còn lại trở qua Việt Nam làm việc, thì liệu dịch Vũ Hán đã kết thúc chưa? Hay thế giới đã có thuốc diệt nó chưa? Không ai biết chắc. Nhưng trong khi Việt Nam khoe thành công chữa lành người thứ 16 nhiễm COVID-19 thì đã chuẩn bị đối phó với hàng ngàn công nhân tàu như thế nào? Hiệp định nói gì? Nên biết, hai nước Việt Trung đã ký hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền. Ngày 18 tháng 11, 2009, tại Bắc Kinh, có giá trị 10 năm, nhưng đã được tự động gia hạn kể từ năm 2020. Tuy hiệp ước chỉ có 12 điều, nhưng nội dung trong điều 5 cho thấy, trong bối cảnh dịch Vũ Hán COVID-19 và hoàn cảnh bị lệ thuộc vào Trung Cộng, nước Việt Nam Cộng sản đã bị lép vế và phải làm theo những gì Trung Cộng muốn. Nguyên văn điều 3 và 5 như sau. Điều 3 là để bảo vệ lợi ích xã hội, an ninh quốc gia hoặc vì lý do thiên tai nghiêm trọng, dịch bệnh truyền nhiễm lớn, dịch bệnh động vật, thực vật vì các trường hợp bất khả kháng khác,
một bên có thể tạm thời đóng hoặc hạn chế việc qua lại cửa khẩu. Tuy nhiên, cần phải thông báo cho phía bên kia trước 5 ngày, trong trường hợp khẩn cấp không được ít hơn 24 giờ. Điều 5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, không bên nào được quyền đơn phương đóng cửa khẩu nếu chưa được bên kia đồng ý. Nếu một bên đơn phương đóng cửa khẩu gây thiệt hại cho phía bên kia, hai bên sẽ thông qua đường ngoại giao, hiệp định để mà giải quyết các vấn đề liên quan. Áp lực kép. Qua việc thi hành hiệp định cửa khẩu, từ khi xảy ra dịch Vũ Hán COVID-19, Việt Nam đã phải nhượng bộ Trung Cộng, trong đòi hỏi phải mở cửa biên giới cho lưu thông đường bộ của các loại xe, tàu lửa và người giữa hai nước. Lý do thứ hai, buộc Việt Nam phải mở cửa biên giới vì Việt Nam hầu như hoàn toàn phải lệ thuộc vào kinh tế Trung Cộng để sống còn. Các ngành dệt may, giày dép, thời trang và điện tử đóng vai quan trọng hơn 1/3 lợi tức của kinh tế Việt Nam đều phải nhập nguyên liệu từ Trung Cộng. Trong khi nông sản xuất khẩu chính sang Trung Cộng sẽ bị tồn đọng nếu dịch Vũ Hán tiếp tục hoành hành ở Trung Hoa, khiến cho công nhân tàu không thể đi làm và nhiều nhà máy sản xuất phải đình trệ. Vẫn chưa nhúc nhích, ông Lộc đưa ra viễn ảnh không sáng cho kinh tế Việt Nam vào lúc mà nhiều chuyên gia của chính phủ Việt Nam vẫn chưa muốn điều chỉnh các mục tiêu phát triển kinh tế. Ngược lại, họ muốn nhà nước phải quyết liệt trong chống dịch, cần tiếp tục được phát huy bởi khó khăn hiện nay chính là COVID-19 gây nên. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ý kiến này được đưa ra tại phiên họp của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia ngày 25 tháng 2, 2020 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ tọa. Đối với thị trường nhập khẩu, các chuyên viên yêu cầu cần tích cực xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU sau khi mà Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU thay vì tập trung vào một số thị trường. Việc đa dạng hóa thị trường cần thực hiện với cả hàng hóa nhập khẩu bởi hiện nay tỷ lệ nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc của các doanh nghiệp khá lớn. Trước mắt, Việt Nam đang mất nhiều du khách, nhiều khách sạn, khu tham quan, nhà hàng vắng như chùa Bà Đanh. Công nhân trong nước mất việc, nhiều dịch vụ như kỹ nghệ taxi, xe ôm, xe du khách, xe bus, tàu bay, tàu thủy, xe lửa, du thuyền, vân vân bị đình trệ, vắng khách, ế ẩm. Rồi từ những thứ xuống dốc, không phanh này, đời sống của các hàng quán, sản phẩm tiêu dùng, phục dịch khác sẽ ra sao mà ông Thủ tướng Phúc còn lăng ba vi bộ kế vaccine kép. Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc nói tiếp, trong thế giới này, chẳng có doanh nghiệp nào, quốc gia nào có thể tự mình làm từ A đến Z. Nhưng riêng khách du lịch Trung Quốc chiếm tới 30% tổng lượng khách nước ngoài tới Việt Nam, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 35% kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam, linh kiện phụ tùng cho các ngành dệt may, da giày, túi sách, điện tử nhập từ Trung Quốc chiếm tới 50-60% tổng giá trị đầu vào cho sản xuất thì khó có thể yên ổn được. Chuỗi giá trị toàn cầu mà Việt Nam là một mắt khâu đang trở nên mong manh và dễ bị tổn thương với tình trạng này, thì khi doanh nghiệp Trung Quốc hắt hơi, doanh nghiệp Việt Nam không sổ mũi thì mới là chuyện lạ, và tác động của COVID-19 chỉ là một ví dụ. Đã rõ như ban ngày chưa? Hãy đọc nhận định ngắn của hai tác giả Nguyễn Quang Thái và Bùi Trinh trên Thời báo Kinh tế Việt Nam. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và có chung đường biên giới dài 1.281 cây số với Việt Nam. Quan hệ thương mại giữa hai nước như một sự tất yếu và nếu có chính sách đúng thì có lợi cho sự phát triển của cả hai nước. Tuy nhiên, trong quan hệ này, phía Việt Nam luôn bị thâm hụt thương mại và tình trạng ngày càng trầm trọng. Do Việt Nam
hầu như không chịu thay đổi gì trong nhiều năm qua, sản xuất luôn phụ thuộc vào nhập khẩu đầu vào. Như vậy, cơn ác mộng nào đang chờ Việt Nam từ các lãnh đạo, từ thời Tổng Bí thư Thành Đô Nguyễn Văn Linh cho đến ông Nguyễn Phú Trọng là 34 năm, mà chưa ông nào dám nghĩ thoát trung. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.